Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây, là Vương Tử. Và ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục với series làm YouTube và của mình. Và mình đã làm rất nhiều cái series làm YouTube từ trước đến nay. Thì ngày hôm nay mình lại đem đến cho tất cả các bạn một chủ đề vô cùng đặc biệt mà mình nghĩ rằng là tất cả mọi người làm YouTube ai cũng cần phải biết, ai cũng phải quan tâm. Đó chính là làm cách nào để chúng ta tạo những cái dòng chữ thumbnail trên YouTube cực kỳ đẹp, cực kỳ ấn tượng. Và khi người xem họ vào, họ đập vào mắt của chúng ta ngay là chúng ta đã xem và cảm thấy ấn tượng và cảm thấy là cái thumbnail vô cùng độc đáo, rất là đẹp và thu hút người ta muốn click vào clip của chúng ta để chúng ta xem. Thì ngày hôm nay mình xin hướng dẫn cụ thể là cách để chúng ta tạo những cái kiểu chữ đẹp trên YouTube, tạo những cái phông chữ đẹp, tạo những cái màu sắc cũng như là làm sao blend màu để làm những kiểu chữ đẹp. Thì để sử dụng được cái phần mềm này thì đầu tiên là chúng ta bắt buộc chúng ta cần phải cài một cái phần mềm khá là nâng cao. Đó chính là đây, mình xin tắt cái màn hình của mình. Thì ngoài trước khi vào cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mình cũng vừa mới tậu cho mình một chiếc đồng hồ. Mình rất là ưng ý, có hình con rồng ở trên cái đồng hồ này. Và hiện nay mình đang bán những cái sản phẩm liên quan những cái đồ handmade, đồng hồ rất là độc đáo. Nếu như các bạn nào muốn mua những chiếc đồng hồ kiểu như này, ở đây thì ánh sáng nó hơi bị lóa nhưng là mình không thể show ra được hết hình ảnh của cụ thể chi tiết của cái đồng hồ, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là đẹp, nó rất là sang trọng. Đó, thì quay lại chủ đề chính của chúng ta. Thì là để cái sử dụng cái phần mềm này thì bắt buộc là chúng ta phải sử dụng một cái phần mềm nâng cao, đó chính là phần mềm Photoshop. Và cái phần mềm này là hiện nay là mình đang dùng bản Photoshop CC 2020, là một trong những cái bản gần như là cao cấp hiện nay, bởi vì cũng giống như tất cả các phần mềm khác thì mỗi năm nó sẽ ra một phiên bản mới tương ứng với năm đó, và mỗi năm nó sẽ cải tiến, nó sẽ nâng cấp hơn. Thì hiện nay là mình dùng bản 2020, thì là một cái bản cũng gần như là mới nhất bây giờ và nó có rất nhiều tính năng. Và để sử dụng con Photoshop này thì các bạn có thể lên trên mạng, các bạn tìm hiểu, các bạn tải và download về, và cũng phải mất một thời gian để các bạn thích nghi dần. Thì tại sao mình lại sử dụng phần mềm Photoshop này mà lại không sử dụng phần mềm khác? Bởi vì đầu tiên là mình xin giới thiệu là cái phần mềm Photoshop này nó sẽ là một cái phần mềm nâng cao. Đối với những cái bạn mà làm Photoshop, làm hình ảnh, làm đồ họa, làm thiết kế thì Photoshop là một cái mà nó là một công cụ trong công việc của các bạn ấy, và các bạn ấy cần phải có để làm công việc của mình. Và Photoshop thì nó bao gồm rất nhiều tính năng ưu việt, bao gồm tất cả mọi cái chúng ta có thể muốn, từ chỉnh sửa hình ảnh, làm mịn da, rồi làm ảnh, rồi tạo thumbnail, tạo phông chữ, rồi tạo tất cả các kiểu. Đó, thì Photoshop nó như là tích hợp giữa tất cả các phần mềm bình thường khác và tích hợp lại thành một phần mềm công cụ Photoshop, và nó là một cái phần mềm mà không thể nào thiếu được, chắc chắn không thể nào thiếu được trong tất cả những người làm về đồ họa, làm về thiết kế, tất cả mọi thứ. Ok, thì để làm một kiểu chữ như trên màn hình của mình, các bạn thấy cái kiểu chữ mà mình đang làm đây có tên là gọi là hướng dẫn tạo nhạc YouTube 100% không bị dính bản quyền và thu hút người xem. Đây chính là cũng là cái clip mới nhất của mình trên YouTube, mình đang làm về chủ đề này. Thì đây là cái kiểu chữ của mình, thì các bạn sẽ cảm thấy như nào khi các bạn nhìn thấy một cái kiểu chữ nó rất là kiểu giá, đúng không? Nó sẽ khác với những cái thumbnail của những cái kênh YouTube bình thường. Ví dụ như là mình có thể là search một số kênh, ví dụ như là cái kênh này đi. Đây các bạn có thể nhìn trên màn hình có một số kênh, thì ví dụ như cái kiểu chữ ở đây này nó rất là bình thường này, soi cầu Thái Vũ này, nó chỉ là một kiểu đơn giản, màu cũng không có gì đặc biệt, đúng không? Hay là những cái kênh của Tuyền Văn Hóa cũng thế. Ví dụ như những cái kênh mà nó có cái màu sắc kiểu chữ nó nâng cao hơn, ví dụ như cái kiểu của NTH Vlog ở trên màn hình này, đó nó có cái kiểu thumbnail rất là kiểu đặc biệt. Thì là mỗi người chúng ta ấy sẽ có một kiểu chữ khác nhau cũng như là một cái phong cách khác nhau. Thì cái điểm đặc biệt đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải làm kiểu chữ mình nó phải nổi bật. Thì muốn làm kiểu chữ chúng ta nổi bật để thu hút người xem thì bắt buộc là cái background, ví dụ như cái phông nền ở phía sau của chúng ta ấy, nó phải làm mờ đi, mình sẽ ẩn cái ảnh của mình đi, đó mình phải làm mờ đi. Vì khi nếu chúng ta để một cái ảnh bình thường, đúng không, một cái ảnh background nó gọi là quá là rõ ràng thì cái kiểu chữ của ta nó cũng sẽ không nổi được, và thường thường người ta sẽ bị chú ý nhiều những cái background, trừ khi background của chúng ta background trắng nhá, không có gọi là không bị dính, chỉ là một background một màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng gì đó, không phải những cái background mà nó có nhiều chi tiết ở phía sau. Nếu như chúng ta làm mờ đi mà chúng ta để kiểu chữ của chúng ta lên thì bức ảnh chúng ta cực kỳ đẹp và cực kỳ đặc biệt. Thì vì thế nên là các bạn hãy lên trên mạng
tải, tìm những cái background mà xóa phông, đúng không? Bởi vì mình trong cái công nghiệp mình làm chụp ảnh photographer thì mình biết rằng là những cái gọi là những cái bức ảnh đẹp, những cái bức ảnh chụp chân dung là thường thường là những bức ảnh xóa phông, và chúng ta sẽ tìm là những bức ảnh background xóa phông để chúng ta thấy tải được những cái background mà ưng ý nhất để chúng ta ghép vào trong cái clip YouTube của chúng ta. Đó. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại thì đây là cái kiểu chữ này, và kiểu chữ này tại sao mình có thể làm được màu mè thế này, cũng như là kiểu dán chữ, phông chữ, tại sao mình tạo được cái này. Thì cái này thì mình đã mua, mình đã mua và mình đã tải ở trên mạng rất nhiều cái kiểu chữ về, để mỗi kiểu chữ thì nó sẽ, ví dụ chẳng hạn mình sẽ thay đổi kiểu chữ nhá. Đó, đây một kiểu chữ phông chữ khá là to này. Nếu như các bạn nào muốn bức ảnh chữ này nó cực kỳ nổi bật, đúng không? Có những cái clip chỉ có chữ không, không có hình ảnh, chỉ là một cái phông nền hoặc là một cái đoạn video trong clip họ cắt ra và họ ghép chữ vào, thì đặc biệt là cái chữ nó cần phải to. Thì ở đây là của mình đang có rất nhiều, có phải hơn 1.000 đến 2.000 tất cả kiểu chữ để mình có thể thay đổi. Và tất cả những cái phông chữ này thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng phần mềm Photoshop hoặc những cái phần mềm thiết kế gọi là cao cấp. Đây, mình phải khẳng định là mình sử dụng từ cao cấp thì chúng ta mới có thể tải, chúng ta mới tải các phông chữ và chúng ta ghép vào, cũng như giống như chúng ta sử dụng Word đánh chữ vậy thôi. Khi các bạn mà mới tải phần mềm Word về, phần mềm gọi là đánh chữ phổ thông, đúng không? Văn bản, đánh bản bình thường thì chắc chắn nó sẽ rất ít kiểu chữ để chúng ta làm, nhưng mà khi chúng ta lên mạng chúng ta tải những kiểu chữ đẹp về thì chắc chắn là nó sẽ rất là thu hút. Đó, thì đây là những cái kiểu chữ thì mình có thể xem cho tất cả các bạn những kiểu chữ mà hiện nay bên mình đang có, và bên mình cũng đang bán những cái sản phẩm liên quan đến Photoshop như kiểu chữ. Và những cái kiểu này là một phần là mình có thể tự thiết kế được, hai là mình có thể tìm trên mạng, ba là mình sẽ phải mua ở những nơi họ bán những cái kiểu chữ bản quyền, đúng không, của họ tự thiết kế ra, designer ra, và mình sẽ mua lại để mình đó. Thì chúng ta có sẽ rất nhiều kiểu chữ để chúng ta có thể ghép vào trong clip của chúng ta, làm sao để cho nó nổi bật, nó phù hợp với nội dung của chúng ta, và chúng ta muốn là đọc, chúng ta khi mà những kiểu chữ chúng ta mà muốn là gọi là lưu lại, đúng không, chúng ta có thể ấn vào dấu sao đây để nó lưu lại, để chúng ta biết rằng là sau này chúng ta muốn lấy kiểu chữ này chúng ta chỉ cần dính vào thôi, và chúng ta để tạo hàng loạt kiểu chữ, hàng loạt cho những clip chúng ta chỉ cần cố định một kiểu chữ rất là đẹp thôi. Đó, thì ngày hôm nay thì mình đang giới thiệu với các bạn là tạo làm sao có một phông chữ đẹp, thì các bạn hay lên trên mạng hoặc các bạn có thể hỏi mình có thể bán lại cho bạn những cái gọi là những cái kiểu chữ rất là đẹp. Đó, cái thứ hai ấy, thì cái quan trọng hơn trong clip này ấy, bởi chữ thì thật ra là cái này nó cũng là một phần, nó cũng không có gì là quá là phức tạp, nhưng mà đến cái thứ hai ấy, để làm sao mà tạo ra những cái màu sắc của chữ, nó bạn nhìn thấy trên màn hình nó rất là màu mè này, nó rất là đẹp này. Ok, mình xin tắt Zalo tí nhá. Ok, đó thì nó rất là đẹp này, nó rất là màu mè, nó rất là nhiều màu sắc. Mình có thể ví dụ cho các bạn một số loại màu mà hiện nay bên công cụ style của mình đang có. Đó, thì nó sẽ phù hợp với, ví dụ như cái kiểu ở chữ này thì nó sẽ hơi sáng sáng một chút, thì cái background các bạn nên để tối. Khi bạn để tối thì kiểu chữ nó rất là nổi bật. Hoặc là các bạn có thể đổi sang một cái màu cam, nhưng mà màu hồng, nhưng mà nó là kiểu màu hồng nó lai lai một chút chứ nó không hẳn là màu hồng bình thường. Đó. Đấy, các bạn thấy không? Có rất nhiều cái kiểu chữ phông chữ rất là đẹp. Đây là cái kiểu mà mình cũng hay sử dụng này. Cái này thì nó sẽ thích ứng là ví dụ như cái phông đen thì cái ảnh, cái hình chữ bên trong nó sẽ màu khác, mà khi mình để cái một cái phông nó sáng thì màu nó sẽ khác, nó sẽ tùy. Đó, có rất nhiều gọi là màu sắc chữ, style chữ mà các bạn có thể chỉnh sửa. Thì tất cả toàn bộ những cái style này thì chắc chắn là các bạn sẽ rất là khó tìm. Và đặc biệt là những cái bạn sử dụng Photoshop thì chắc chắn là các bạn sẽ không biết cách để làm sao mà tạo ra những cái style chữ nó phong cách. Thì cái này, cái màu sắc của chữ này nó sẽ gọi là style chữ. Đó. Và tất cả những cái này là mình đều kiếm trên mạng và mình mua lại. Thì những bạn nào có nhu cầu mà muốn sở hữu những cái bộ style chữ này, hay học về Photoshop, đặc biệt là để sử dụng được những cái phông chữ cũng như là những cái màu sắc chữ này, bắt buộc các bạn phải tải và học về phần mềm Photoshop. Chắc chắn là các bạn sẽ phải mất một cái thời gian ban đầu để bạn thích nghi, thích ứng và làm quen với công cụ mới là Photoshop. Nhưng mà khi các bạn làm quen rồi thì mình tin rằng 100% nó rất là tốt và hữu ích cho công việc của tất cả các bạn. Đó, thì đây mình có rất nhiều gọi là style chữ để các bạn có thể chọn lựa thay đổi làm sao là phù hợp. Thì có những cái kiểu style chữ nó sẽ hợp với phong cách của bức ảnh này, có những style chữ nó sẽ phù hợp với phong cách của bức ảnh khác. Có những kiểu thì nhìn rất là rõ, đúng không, rất là rõ nét chữ, nhưng có những kiểu thì nó sẽ nhìn kiểu hơi bị mờ. Đó, thì cái này là do các bạn chọn lựa phông chữ cũng như là tại sao style chữ. Ngoài ra mình còn rất nhiều style chữ khác, ở đây mình chỉ sâu ra những cái style chữ gọi là độc lạ mới, tạo ra những cái hiệu ứng nổi bật thôi.
chứ mình không sâu hết ra được, bởi vì của mình hiện nay có rất nhiều cái để mình có thể làm, cũng để sâu ra cho tất cả bạn. Đó, thì mình xin tóm tắt lại một chút là cái phần mềm hiện tại mình đang dùng là Photoshop CC 2020. Các bạn có thể tải những cái phiên bản thấp hơn, ví dụ 2019, hoặc là đơn giản những cái phiên bản đơn giản hơn như Photoshop CS 6, CS 5, CS 4. Nhưng mà khi các bạn muốn là gọi là còn như chúng ta như kiểu theo đuổi công nghệ, đúng không? Chúng ta làm YouTube cũng là một cái gọi là công nghệ 4.0, đúng không? Thì chúng ta muốn làm những cái mới, những cái full tất cả option, full tất cả các tính năng, full tất cả các chức năng, thì chúng ta nên tải những cái bản cao cấp nhất như mình đang tải bản 2020. Thì đổi lại là để chúng ta sử dụng tất cả những cái phần mềm này, chúng ta cần phải có một bộ PC, một cái bộ máy tính rất là khủng. Ngày trước mình cũng đầu tư rất nhiều cái như máy ảnh, máy quay này, chụp hình để quay phim, dựng phim. Đó, thì bắt buộc là mình phải sử dụng những cái bộ dàn máy khủng này để mình quen. Nhưng mà thật sự là với các bạn làm YouTube như mình thôi, kiểu review những cái YouTube, đúng không? Review những cái sản phẩm trên máy tính, thì các bạn chỉ cần một cái webcam hoặc là một cái máy tính là tốt, để các bạn tự làm việc trước, bạn không cần phải đầu tư nhiều về thiết bị, dụng cụ như máy ảnh, máy quay các kiểu. Chỉ khi những cái bạn mà thực sự làm trong nghề, làm chuyên nghiệp thì các bạn mới cần những cái thiết bị như vậy để các bạn phục vụ cho công việc của các bạn đấy. Đó, còn các bạn làm YouTube thì các bạn chỉ cần một cái webcam thật là chất lượng, nó Full HD 1080 này, cùng với là phần mềm Photoshop, cùng cái một bộ máy bàn, máy tính lắp. Mình khuyên là các bạn nên sử dụng máy PC, bởi vì cấu hình máy PC nó rất là tốt, nó rất là nó lạ, nó gọi là tính là nó là theo, ví dụ như máy tính chúng ta cũng theo năm tháng vậy, cũng như con người vậy, đúng không? Sau một thời gian thì máy tính nó sẽ bị hao mòn, nó sẽ hỏng hóc, nó sẽ không thể tốt như thời gian chúng ta mới bắt đầu mua được. Đó, thì mình khuyên các bạn nên dùng PC thay vì dùng laptop, bởi vì là PC là chức năng này cũng như tất cả mọi cái nó rất là khỏe, cấu hình nó rất là tốt để chúng ta thể sử dụng lâu dài được. Thay vì chúng ta sử dụng laptop, nó rất nhiều vấn đề về sao chúng ta tải nhiều phần mềm rồi các kiểu, đúng không? Bởi vì ngoài phần mềm Photoshop ra, mình còn cái phần mềm Adobe Premiere, là một phần mềm chuyên gọi là dựng video clip dành riêng, gọi là bản cao cấp dành riêng cho những cái bạn chuyên dựng video chuyên nghiệp. Đó, thì ngày hôm nay thì mình đã nói qua cách để tạo ra những kiểu chữ đẹp, độc lạ, đẹp mắt để thu hút người ta nhìn vào phát, người ta bảo ôi sao anh thiết kế đẹp thế, anh thiết kế chữ nó phong cách, nó màu mè, nó màu sắc mà nó lại rất là nổi bật. Thì đây là một cách mà mình muốn hướng dẫn các bạn và chia sẻ với tất cả bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Và mình cũng rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người để những clip của mình có thể đem lại nhiều giá trị cho tất cả mọi người nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Cuối cùng, mình mong tất cả mọi người hãy cho mình một like, một subscribe, một share clip này để clip này có thể phát triển hơn nữa và mình có thể tạo ra nhiều sản phẩm hay hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người.